chương 21. Gióp đáp rằng, hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi, thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn. Hãy nhịn nhục tôi để tôi nói. Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo bán đi. Còn về phần tôi, than vang tôi, há hướng về loài người sao? Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục? Hãy xem xét tôi và lấy làm lạ khá lấy tay bụng miệng mình. Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng, rỡn óc cả và thịt tôi. Cớ sao kẻ gian ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thạnh. Dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy và con cháu họ ở trước mặt họ. Nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì. Roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó. Bò đực chúng nó sinh sản không hề thiếu kém. Bò cái họ sinh đẻ không có xảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên và con cái họ giỡn chơi nhau. Hát múa theo tiếng trống nhỏ và đừng cầm và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình rồi bỗng chốc xa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài hãy lìa xa chúng tôi, vì chúng tôi không muốn biết đạo của ngài đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự ngài nếu chúng tôi cầu khẩn ngài thì được ích gì kìa sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó các mưu trước kẻ ác cách xa tôi cái đèn kẻ ác tắt tai họa dáng trên chúng nó và trong cơn thạnh nộ đức chúa trời phân phát đau đớn cho chúng nó điều đó há có thường xảy đến sao khá năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió như trấu bị bão cất đi sao các bạn nói rằng đức chúa trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó đức chúa trời khá báo cho chính mình nó để nó biết khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình và uống được sự thạnh nộ của đấng toàn năng vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi nó nào kể chi đến gia quyến sau nó Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị. Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao? Kẻ này thác giữa chừng mạnh mẽ, được thanh nhàn và bình an mọi bề. Hai bình người đầy sữa và tủy xương người nhuần đượm. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, dòi sâu che lấp họ này tôi biết ý tưởng các bạn cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi vì các bạn nói rằng nhà kẻ cường bạo ở đâu trại kẻ ác ở nơi nào chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết chăng trong ngày tai họa kẻ hung ác được khỏi và trong ngày thạnh nộ nó được thoát tại trước mặt hắn ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm nó sẽ được đưa đến huyệt mã và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó mọi người đều đi noi theo và kẻ đi trước thì vô số vậy sao các bạn an ủi tôi vô ích giường ấy vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi chương 22, Elipha người thê mang bèn đáp rằng, Loài người có ít lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ít lợi cho chính mình mình mà thôi. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? Tánh hạnh ông trọn vẹn ấy được ít lợi gì cho Ngài sao? Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt và xét đoán ông chăng? Sự giữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần chuồng. Ông không cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Còn người cương thạnh, đất tất thuộc về người. Ai được nể vì đã ở tại đó. Ông có đuổi kẻ quá bùa đi tay không, bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực hoặc tối tâm ngăn cản cho ông không thấy và nước tràn chìm ngập ông. Đức Chúa Trời, há chẳng phải cao như các tường trời kia. Hãy xem chót các ngôi sao cao biết bao nhiêu. Còn ông nói, Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tâm tối đen kịt sao? Đám mây mịt mịt che phủ Ngài, nên Ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị trút diệt trước kỳ định. Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi lại rằng đấng toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta dẫu vậy ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt nguyện các mưu chứa kẻ ác hãy cách xa tôi người công bình thấy điều đó và vui mừng còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó mà rằng kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt và kẻ nào sót lại của chúng lửa đã thiêu đốt đi ấy vậy ông hãy hòa thuận với ngài hãy ở bình an nhờ đó phước hạnh sẽ dán cho ông hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng ngài và để các lời ngài vào lòng của mình nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng tất ông sẽ được lập lại nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng ô phia giữa các hòn đá của khe thì đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông ngài sẽ là bạc quý cho ông, vì bây giờ ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng ngài, ngài sẽ nghe lời mình và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng hãy trỗi lên. Còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến đổi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu. Chương 23 Gióp đáp rằng, cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên siết tôi. Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được chúa hầu cho đi đến trước tòa án của ngài tôi hẳn sẽ giải bài duyên cớ tôi trước mặt ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận tôi sẽ biết các lời ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều ngài muốn phán cùng tôi chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao ngài mà tranh luận với tôi sao không ngài sẽ chú ý về tôi tại đó người ngay thẳng sẽ luận biện với ngài và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi này tôi đi tới trước nhưng không có ngài tại đó tôi đi lại sau song tôi cũng chẳng nhìn thấy ngài qua phía tả khi ngài đang làm công việc đó song tôi không phân biệt ngài được ngài ẩn tại phía hữu nên tôi chẳng thấy ngài nhưng chúa biết con đường tôi đi khi ngài đã thử rèn tôi tôi sẽ ra như vàng chân tôi bén theo bước chúa tôi giữ đi theo đường ngài chẳng hề sai lệch tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răng của môi ngài vẫn vâng theo lời của miệng ngài hơn là ý muốn lòng tôi nhưng chúa đã một ý nhất định ai làm cho ngài đổi được điều gì lòng ngài muốn ác ngài làm cho thành điều ngài đã nhất định cho tôi tất ngài sẽ làm cho xong trong lòng ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cơ ý, tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến, bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi buồn ruộng, đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ. Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tâm, cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi. Chương 24 Nhân vì đấng toàn năng đã định kỳ phạt ác, cớ sao ngài không khiến kẻ nhận biết ngài được thấy ngài ấy có người dời suột mộc giới ăn cắp bầy chiên rồi dẫn cho ăn chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi lấy bò của người quá bụa làm của cầm chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chính đáng kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh kìa vừa sớm mai chúng đi ra làm công việc mình tìm lương thực mình như lừa rừng nơi đồng vắng. Đồng vắng cấp thực vật cho con cái chúng nó. Chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng, mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác. Trọn đêm, chúng nó nằm trần truồng không quần áo và chẳng có mền đắp khỏi lạnh. Chúng nó bị dầm mưa núi, không nơi đuột, bèn nép mình vào hòn đá. Có người cướp kẻ mồ côi cha, còn bú bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo. Đến đổi người nghèo phải đi trần không áo, vác những bó lúa mà bị đói. Chúng ép dầu trong kho chủ mình, đạp trái nho nơi thùng mà bị khát. Từ trong thành, nổi lên tiếng thở than của người ta. Linh hồn kẻ bị thương kêu vang. Song Đức Chúa Trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng, không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường nó. Vừa rạng ngày, kẻ giết người chối dậy, giết kẻ nghèo khổ và túng cùng. Còn ban đêm, nó như kẻ trộm. Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối, mà nói rằng chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi, và nó che kín mặt mình. Đang đêm tối tăm, chúng nó khoét nhà, ban ngày lại rút ẩn mất chúng nó chẳng biết ánh sáng. Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thải, vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết. Chúng nó qua trong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước. Phần nghiệp họ bị rủa xả tại trên đất, chẳng còn trở về lối vườn nho nữa. Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi. Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội. Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi các sâu bọ ăn ngon chúng nó. Người ta không còn nhớ họ nữa, và sự gian ác sẽ bị bẻ gãy ra như cây cối. Chúng nó cướp giật người đàn bà son sẻ không sinh con, chẳng làm điều lành cho người quá bụa. Xong Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực. Ngài đỡ lên, kẻ hết trông được bảo toàn mạng sống mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng. Chúng được cao trọng, đoạn một ít lâu chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác. Họ bị cắt như ngọn vé lúa vậy. Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối và diệt lời giảng luận tôi ra hư không? Chương 25 Binh Đác, Người Sua bèn đáp rằng quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về chúa ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài ai cai được số của đạo binh chúa có ai mà ánh sáng ngài không chói đến sao làm sao loài người được công bình trước mặt đức chúa trời kẻ nào bị người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được kìa mặt trăng không chiếu sáng các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt ngài thay phương chi loài người vốn giống như con sâu và con cái loài người giống như một con giòi bọ. Chương 26 Gióp cất tiếng đáp rằng Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền giường nào, tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực, khuyên luận kẻ vô tri và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật. Ngươi đã giảng luận cho ai, linh hồn của ai bởi ngươi mà ra kẻ qua đời run rẩy dưới nước lớn và muôn vật ở đó cũng vậy âm phủ bày lộ ra trước mặt đức chúa trời và vực sâu không màng che khuất chúa trải bắt cực ra trên vùng trống treo trái đất trong khoảng không không ngài ém nước trong các án mây ngài mà án mây không bước ra vì nước ấy ngài che khuất bề mặt của ngai ngài và trải mây ngài ở trên nó Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời hâm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ ra háp. Thần Chúa điểm trang các tầng trời. Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẻ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài. Ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thay, nhưng ai hiểu rõ tiếng sống của quyền năng Ngài? Chương 27 Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề rằng, hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi. Quả hẳn, môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác và kẻ giấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình dẫu kẻ ác được tài sản đức chúa trời cất lấy linh hồn nó đi vậy sự trông cậy kẻ ác là gì khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn đức chúa trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường thường cầu khẩn đức chúa trời sao tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, không giấu các bạn ý của đấng toàn năng. Này, chính các bạn đã thấy điều đó. Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia? Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác và cơ nghiệp của cái cương bạo nhận lãnh từ đấng toàn năng. Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết. Còn dòng dõi hắn, ác không ăn cho no nê được. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, và người quá bụa hắn sẽ không than khóc. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, sắm sửa quần áo nhiều như buồn. Thật, hắn sắm sửa, xong rồi ra, người công bình sẽ mặc lấy, còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau. Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, như chòi mà người giữ vườn nho thường cất. Hắn nằm xuống giàu có, xong sẽ chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước luộc. Bảo tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất. Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn. Đức Chúa Trời dán tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy. Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay ngài người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Chương 28 Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng. Loài người làm tan tâm tối, dò xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịt người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến. Chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sinh ra lương thực, còn ở bên dưới nó dường như bị lửa sao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích, người ta tìm được mạc vàng tại đó. Chim ăn mồi chẳng biết đường lối này, mắt chim ưng không tìm nó ra được thú dữ không hề bước trên nó sư tử chẳng có đi ngang qua đó loài người tra tay trên hòn đá cứng đánh đổ các núi từ nơi nền của nó người độc hang trong hòn đá mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong người ngăn nước sông để chẳng rịn ra đem ra sáng điều chi ẩn bí còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu tại nơi nào có sự thông sáng người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng, nó chẳng có trong tôi, và biến rằng, nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng ô phia, hoặc với ngọc hồng mã não, hay là với ngọc bích. Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn sang hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy thì, sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời chốn trầm luân và sự chết nói rằng, lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Bây giờ, Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan. Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Chương 29 Gióp cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng, Ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi, khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi, tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiệt hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi, khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi. Lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi. Khi tôi đi ra đến cửa thành, sửa soạn chỗ ngồi mình tại phố chợ, các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi và các người già cả đều chối dậy và đứng. Những quan trưởng kiên nói và lấy tay bụm miệng. Tiếng người tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà. Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Ấy, vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ, kẻ gần chết chúc phước cho tôi và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng. Tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi. Sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và máu triều thiên. Tôi đã như con mắt cho kẻ mù và như chân cho kẻ què. Tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó. Còn duyên cớ của kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng. Tôi bẻ gãy hàm kẻ bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng tôi bèn nói rằng ta sẽ thác trong ổ của ta ngày ta sẽ nhiều như hột cát rễ ta bò ăn dài theo nước và cả đêm sương động trên nhành ta vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta người ta lắng tai nghe tôi chờ đợi và làm thinh đặng nghe lời tôi bàn sau khi tôi nói chúng không còn đáp lại lời tôi nói gội nhuần trên chúng như xương, Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, há miệng ra dường như hứng mưa muộn. Tôi mỉm cười với chúng khi chúng bị ngã lòng. Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ, ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chương 30 Xong bây giờ, kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo bán tôi, mà cha họ tôi đã khinh chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên tôi. Sức mạnh của họ đã hư bại rồi. Vậy, sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tông vì bị đói kém thiếu thốn, đi gậm cạp đất khô hóc, từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ. Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây duyên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người, người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm chúng phải ở trong trũng gớm ghê trong hang đất và giữa các hòn đá chúng tru thét giữa bụi cây nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai chúng là con cái kẻ ngu xuẩn cha họ chẳng tuổi tên họ bị đuổi ra khỏi xứ còn bây giờ tôi trở nên lời ca hát của họ làm đề cho chuyện trò của họ họ gớm ghiếc tôi xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm dùng dây cung tôi và sỉ nhục tôi. Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi. Cái nố lula này dấy lên nơi tai hữu tôi. Chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi. Xong chẳng có ai đến tiếp cứu chúng chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự kinh khủng hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi. Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi. Đêm soi xương cốt tôi làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát. Năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống buồn, tôi trở nên giống như bụi và tro Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó, và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng, Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Xong, trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng dơ tay ra sao, hoặc đang cưng tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư. Chớ thì, tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao, lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến. tôi trông cậy ánh sáng, tâm tối lại tới cho. lòng tôi trăng trặc, không an nghỉ. các ngày gian nan sông áp vào tôi. tôi đi mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. tôi trỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu. tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình. Xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Vì cớ ấy, tiếng đờn cầm tôi trở nên tiếng ai bi và đờn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu.